một máy Sony TCK 362SA. Cái model thì giống nhau nhưng mà chất lượng máy là phải khác nhau nha, phải kiểm tra thì mới biết. Cứ thấy model giống nhau cứ mua lung tung về, khi khác là nó được chứ nó không đạt đâu nha. Cái này máy còn đẹp lắm. Máy nào phải cần kiểm tra là thông số hết thì máy nó ghi văn sướng lắm, nghe đã. Dòng 362SL, SG, SA đều ghi văn rất là ấn tượng, tại vì nó thiết kế rất là kỹ, vấn đề ghi phát thì tiếng nó không có được như mấy con đời cao nhưng mà ghi thì nó như nhau, nó dùng đầu tự Canon ghi bằng này phải phải kiếm về ghi bằng chơi ngon. Xem sao đó. Trước tiên chúng ta hãy lấy một cái bias calibration, xong tắt cái này đi, nhớ hướng dẫn cái ghi bằng này, con nào cũng hướng dẫn rồi. Tốt cái đồ bài này đi nha, chọn MBX hoặc là có thể bỏ HF Pro, có thể để cái nút này nhả ra này, cái nút này là in này, EQ để ở lên normal này ở giữa. Xong ta chọt vào for calibration, xong rồi chúng ta lấy cái bias cho nó đều, ok, lấy đều lên, rồi nó bằng là được rồi. Rồi chúng ta thả ra, bắt đầu chúng ta nạp tần số 400 vào để chúng ta kiểm tra. Đây là cassette này, xong xin của cassette này, ok. Bằng nó hơi nhảy xíu thì nó cũng được rồi, chúng ta có thể trở mặt bằng. Rồi lấy lại bé, ok bé đúng rồi, ok nhé, thả ra ta đã không đi bi, chúng ta chuyển qua sụt này, không db này, tép là không db này. Xong chúng ta kiểm tra sóng của tép này, rất là đẹp, sóng của sụt này. Chứ thấy cái model giống nhau là cứ thấy mua thôi chứ còn không biết được là
nó ghi phát thế nào cũng rất là bị thiệt thòi cho anh em. Anh em về chơi nó mấy con máy nó dở thì tội lắm, nhiều con nó về nó sai đâu phát được. Mấy dụ mấy con máy mà 3 4 2 30 triệu mà mua về không có đo đếm, con đo đong đếm gì hết, về phát còn thua mấy con máy 2 3 triệu vậy. Mấy chân thành luôn chứ. À, có thay ghi bằng hoặc màn đi đại bằng này, chúng ta mở bản nhạc lên xem, chúng ta phải lấy bài bài trước nha để ốp hết. Mỗi cái băng nó có một cái tiếng tính băng riêng rồi, ok đây thả ra và ghi thôi. Mở đại bản nhạc gì đánh nhanh này. À, cái nút ba lăng này ở để ở hướng tầm 11 giờ nhé, cho thông ra để ở giữa này nó bị lệch này, để 1 giờ chút xíu thôi. Khi mà ghi những bản nhạc sau 15 như thế này, chúng ta bẻ nút 2 này, khi sau khi đã lái bài hát xong chúng ta bẻ 2 lên, chứ không để 2 mà lái bài hát là cũng như không. Ghi tới số 2 cộng rồi đấy, tới điểm 2 cộng 4 cộng trở lại cũng được. Đó, cái vạch này này, cái vạch màu đỏ. Cassette này số này, trời làm cho cassette này bay răng răng bay tím dệt thành sâu bàn tay đang gió muôn phương bàn tay đang gói mộng đưa tiên anh đi vào này dùng ba mô thơ cái mô thơ direct driver quad blocker nó không có sai tóc. Về kiểm tra azimuth bay át đồ tùm lum la, đừng có mua lung tung về nghe không đẹp. Chúng ta bỏ lên con Sony tập kim âm lại nha, là thế này. Trời làm cho mưa bay răng thành sâu bàn tay đang gió buồn phương bàn tay đang gói mộng đưa tiên anh đi thì rất ấn tượng. Cái này ghi mà cánh kim đô phát thì có phải bằng phần nào. Giới thiệu xíu 8 phút rồi. Anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi ai chia ly tan tất cả ngàn đời. Kiểm tra làm cực lắm, là mấy cực lắm mấy em mình chứ còn mấy em cứ không biết thôi. Ngồi nhà nhịp đùi mua máy thôi chứ chả không biết được cái công của mình bỏ ra đâu, cứ đi so sánh giá rồi cho vui vậy thôi chứ còn không dành chắc. Kiếm bản thức của Nam Phát hay chơi bằng thái đông phương đại coi. À, con này hình như là nó có cái nút tua tới đây này, nút tua tới bảng này, chúng ta bỏ bảng, bấm nét, bấm nét nhiều cái thì nó bỏ bảng hơn. Hát thôi, đúng rồi. Tới bạn thì là hát. Hát.
Xin cảm ơn nhé, vậy được rồi. Cố gắng chùi cái đầu từ, giữ đầu từ cho sạch sẽ nhé. Đầu từ với trục cấp tăng mình gửi máy nó đẹp làm sao giữ sạch sẽ vậy. Đừng để đen thui lên nó tiếng nó thối mất.